Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Nga ồ ạt tấn công pháo đài Uleda từ ba phía, Ukraina gặp khó khăn lớn. Lực lượng Ukraina băng qua bẫy mìn, đột nhập vào vùng Kursk lần thứ hai liên tiếp. Nga cáo buộc Ukraina đưa lính đánh thuê đến Kursk. IDF mở lại các cuộc không kích vào Liban, Hezbollah duy trì bắn phá xuyên đêm. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật nóng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York, Mỹ, chiều 24 tháng 9 theo giờ địa phương, tức dạng sáng 25 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC bà Ursula von der Leyen. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện với Ukraine. Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ trí tình mà nhân dân Liên Xô, trong đó có Ukraine, đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu quan ngại về tình hình xung đột hiện nay và kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước khẳng định, một lần nữa, lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan, tránh gây tổn thất cho thường dân. Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, khi xung đột chấm dứt, Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ công cuộc tái thiết tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cao lập trường của Việt Nam, đồng thời cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine nhà lãnh đạo ukraine cũng mong muốn việt nam ủng hộ tuyên bố của hội nghị hòa bình lần thứ nhất tại thụy sĩ cũng như giúp ukraine trong việc giả phá bom mìn khắc phục hậu quả xung đột tổng thống volodymyr zelensky khẳng định ukraine luôn bảo đảm an toàn cho cộng đồng người việt nam và đại sứ quán việt nam tại kiev hai bên chia sẻ nhu cầu duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương thông qua tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp cũng như tìm kiếm giải pháp hiệu quả phù hợp nhằm duy trì sớm khôi phục trao đổi thương mại song phương tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm cảm ơn Ukraine đã hỗ trợ, đảm bảo an toàn và sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine. Ông cũng mong muốn chính quyền Ukraine tiếp tục hỗ trợ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam hiện đang sinh sống làm việc tại nước này. Cập nhật diễn biến mới nhất cuộc xung đột Nga-Ukraine, kênh thông tin quân sự Deep State có quan hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine vừa cho biết lực lượng Nga đã tiến gần hơn đến việc bao vây thành trì Uleda của Kiev ở khu vực Donetsk hiện các binh lính Ukraine đang đối mặt với tình thế vô cùng nguy cấp. Lực lượng Nga đã phá vỡ hàng phòng ngự kiên cố của Ukraine ở phía tây Uleda, một trong những vị trí chiến lược tại mặt trận phía nam Donetsk. Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng Ukraine có thể gặp nguy hiểm nếu Nga tiếp tục đẩy mạnh đà tiến tại khu vực này. Theo thông tin từ kênh Deep State, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn đối với Ukraine sau khi chỉ huy lữ đoàn 72 của nước này từ chối chiến đấu luân phiên tại đây Điều này đã buộc giới lãnh đạo quân đội phải triển khai lực lượng dự bị hỗ trợ. Lực lượng Nga đang tiến về làng Prechistivka nằm ở phía tây Uleda. Nga cũng đang di chuyển về phía đông Uleda và phía bắc hướng tới Bohoyavlenka để cắt đứt con đường chính duy nhất dẫn đến thành phố. Tại đây, các đơn vị Nga đã chiếm được vùng lãnh thổ rộng tới 6 km và sâu 3 km. Các nguồn tin quân sự Nga cho biết chiến dịch chớp nhoáng này đã phá hủy hệ thống phòng thủ của lực lượng Ukraine gần Uleda. Trước đó, Nga đã nhanh chóng đột phá giữa hai khu vực Prechistipka và Pavlipka qua sông Kaslahat. Cuộc tiến công vào sườn phải của Uleda đã khiến một số đơn vị Ukraine phải từ bỏ vị trí của họ. Ở phía bắc Uleda, trong khu vực mỏ Yuno số 3, Nga cũng bắt đầu đẩy lùi Ukraine ra khỏi vị trí kiên cố. Trong một diễn biến nóng tại mặt trận Kursk, quân đội Ukraine vừa công bố một video ghi lại cảnh các kỹ sư của họ tạo lối đi qua bãi mìn và rào chắn tại biên giới vùng Kursk của Nga. Video của quân đội Ukraine cho biết lữ đoàn công binh đột kích số 49 vượt qua biên giới Nga lần thứ hai trong một tháng. Các kỹ sư chiến đấu Ukraine đã tạo ra các lối mở trong bãi mìn và rào chắn của Nga ở vùng Kursk, cho phép quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Bộ Tư lệnh Lực lượng Nhảy dù của Ukraine báo cáo rằng các binh sĩ từ lữ đoàn nhảy dù độc lập 95 đã xâm nhập một đoạn biên giới của Nga. Mới đây, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự thuộc lực lượng vũ trang Nga, Tư lệnh lực lượng đặc biệt Akamat, Thiếu tướng Ati Alaudinov cho biết Ukraine đã bắt đầu sử dụng lính đánh thuê nước ngoài trong các đơn vị triển khai ở tỉnh biên giới Kursk của Nga. Ông Alaudinov nhấn mạnh, chúng tôi biết Ukraine đã đưa lính đánh thuê nước ngoài đến và họ đang ở xuất ra. Một số đơn vị nước ngoài đã được triển khai đến một vài địa điểm. Tư lệnh lực lượng đặc biệt Akamat cũng cho hay, lính đánh thuê nước ngoài cho Ukraine tham gia vào các hoạt động tác chiến và một số nhiệm vụ khác. Ông Alaudinov cho rằng, trong quá trình phát động cuộc tấn công vào Kursk, lực lượng lính đánh thuê này đã tác chiến cùng với quân đội Ukraine. Ông cũng cáo buộc NATO có liên quan đến chiến dịch Kursk. Trước tuyên bố của Kiev rằng xung đột sắp chấm dứt, Điện Kremlin mới đây đã lên tiếng nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine chỉ kết thúc khi Nga đạt được các mục tiêu bằng cách này hay cách khác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay mọi cuộc chiến tranh đều kết thúc trong hòa bình bằng cách này hay cách khác. Đối với chúng tôi, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngay sau khi đạt được những mục tiêu đó bằng cách này hay cách khác, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ hoàn tất. Trong diễn biến liên quan, theo Prada ngày 24 tháng 9, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tuyên bố gia nhập NATO là một phần quan trọng trong kế hoạch chiến thắng của Kiev. Ông Yermak cho biết lời mời gia nhập NATO là một phần của kế hoạch chiến thắng. Tổng thống Zelensky sẽ trình bày rõ ràng các bước cần thực hiện nhằm đạt được hòa bình công bằng và lâu dài, bao gồm cả các biện pháp quân sự và ngoại giao. Tôi hy vọng các đối tác phương Tây sẽ phớt lờ những cảnh báo về leo thang căng thẳng của Nga. Cũng theo ông Yermak, Ukraine muốn trở thành thành viên của NATO trong tương lai gần, không phải trong nhiều năm tới. Bên cạnh đó, Kiev tiếp tục kêu gọi các đối tác chuyển giao thêm vũ khí phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, đạn pháo và UAV. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD Thông báo đã phát hiện và theo dõi 4 máy bay quân sự của Nga hoạt động gần vùng nhận diện phòng không ADIZ, Alaska vào ngày 23 tháng 9. Các máy bay của Nga trong không phận quốc tế và không bay vào không phận Mỹ hay Canada. Theo NORAD, hoạt động của Nga tại ADIZ, Alaska diễn ra thường xuyên và không được coi là mối đe dọa. Dạ. NORAD không nêu rõ các máy bay đó thuộc loại nào. Bộ tư lệnh này cho biết có một mạng lưới phòng thủ nhiều lớp gồm các vệ tinh, radar dưới mặt đất và trên không, chiến đấu cơ để theo dõi và báo cáo các hành động phù hợp. Nara tuyên bố sẵn sàng triển khai nhiều lựa chọn phản ứng để bảo vệ Bắc Mỹ. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai máy bay Tu-95MS mang tên lửa chiến lược đã hoàn thành chuyến bay kéo dài 11 giờ theo kế hoạch trên vùng biển trung lập tại biển Bering gần bờ phía tây của Alaska. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 cũng thực hiện chuyến bay theo kế hoạch kéo dài 11 giờ trong không phận trung lập trên Bắc Băng Dương, biển Đông Siberia và biển Laptev. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ các phi công của lực lượng máy bay tầm xa thường xuyên bay qua các vùng biển trung lập ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương. Bộ này nhấn mạnh tất cả các chuyến bay của không quân Nga đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế và sử dụng không phận. Diễn biến trên xảy ra sau khi lục quân Mỹ triển khai sư đoàn không vận 11 đến đảo Semia của bang Alaska. Sư đoàn đóng quân tại hai căn cứ ở Alaska. Trong một sự kiện vận động tranh cử tại bang Pennsylvania mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi Tổng thống Ukraine là người bán hàng vĩ đại nhất lịch sử. Ứng cử viên Cộng hòa phát biểu rằng, tôi thấy Zelensky ở đây, mỗi lần ông ấy đến đất nước này, ông ấy lại mang về 60 tỷ đô la Mỹ. Ông Trump cũng cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine rất muốn đối thủ đảng Dân chủ của mình, bà Kamala Harris, giành chiến thắng trong đường đua tranh cử năm nay, song không nêu lý do chi tiết. Bên cạnh đó, ứng viên đại diện đảng Cộng hòa cũng nhắc lại kế hoạch kết thúc xung đột Nga-Ukraine của mình bằng cách gọi điện cho Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine nhằm thúc giục họ đưa ra một thỏa thuận hòa bình trong trường hợp ông tái đắc cử vào tháng 11. Bình luận của ông Trump được đưa ra khi nhà lãnh đạo Ukraine chuẩn bị gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 26 tháng 9 tới để trình bày kế hoạch chiến thắng nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Ông Zelensky cũng có kế hoạch yêu cầu Mỹ hỗ trợ để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời viện trợ thêm các vũ khí tầm xa. Tổng thống Ukraine trong một cuộc phỏng vấn ám chỉ rằng ông Trump không hiểu được sự phức tạp của cuộc xung đột và đã đưa ra những tuyên bố chính trị trong cuộc tranh luận với Bà Harris, trong đó ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa đã né tránh câu hỏi về việc liệu ông có muốn Kyiv chiến thắng trong cuộc chiến hay không. Trả lời phỏng vấn với tờ New Yorker, ông Zelensky cho biết, "Tôi cảm thấy ông Trump không thực sự biết cách ngăn chặn xung đột, dù ông ấy nghĩ rằng mình biết cách" Nhà lãnh đạo Ukraine cũng mô tả người bạn đồng hành của ông Trump, ông Zadivan, là một người quá cực đoan và chỉ trích vị phó tướng này về những tuyên bố ủng hộ khu phi quân sự giữa Ukraine và Nga. Cập nhật diễn biến mới nhất của cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, CBS News dẫn hai nguồn tin cho biết, đầu tháng 10 tới, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại Butler, Pennsylvania, địa điểm từng xảy ra vụ ám sát hụt nhằm vào ông hồi tháng 7 để vận động tranh cử. Cuộc vận động tranh cử của ông Trump được lên lịch vào ngày 5 tháng 10 tại khu tổ chức hội trợ Butler Farm Show. Sự kiện sắp tới có thể sẽ tương tự như cuộc vận động trước đó. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ trở lại Butler. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth cuối tháng 7, cựu Tổng thống cho biết ông sẽ trở lại nơi này trong một cuộc vận động quy mô lớn. Kể từ sau vụ ám sát hụt ở Butler, ông Trump thường phát biểu tại các cuộc vận động tranh cử ngoài trời từ phía sau tầm kính chống đạn. Khi được phóng viên của CBS News, Kathleen Huyburn hỏi liệu ông có bị căng thẳng sau sự việc ở Butler hay không, ông Trump đã trả lời không bị căng thẳng, nhưng cũng nói rằng thật là kỳ diệu khi tôi không bị giết. Đường đạn rất sát và tôi có thể đã không được ngồi ở đây lúc này. Theo The Hill, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức sự kiện vận động tranh cử ở Indiana, bang Pennsylvania vào ngày 23 tháng 9. Tại đây, ông Trump đã hứa sẽ cải thiện đời sống của phụ nữ Mỹ nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Ông Trump cho biết: "Tôi xin gửi lời cam kết này tới những người phụ nữ tuyệt vời của đất nước chúng ta. Thật đáng buồn khi phụ nữ đang có cuộc sống khó khăn hơn, gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn, gặp nhiều nguy cơ trên đường phố hơn so với 4 năm trước. Tôi sẽ sửa chữa mọi thứ nhanh nhất có thể. Cơn ác mộng của phụ nữ Mỹ sẽ kết thúc. Tôi muốn làm người bảo vệ của các bạn và tôi sẽ bảo vệ các bạn trên cương vị tổng thống." Cựu tổng thống nhấn mạnh ông sẽ đảm bảo phụ nữ Mỹ được hạnh phúc và không còn phải lo lắng về vấn đề nạo phá thai. Bên cạnh đó, ông Trump cũng có những chỉ trích nhắm vào Phó Tổng thống Kamala Harris trong bài phát biểu của mình. Ở cuối sự kiện, cựu Tổng thống Mỹ đã kêu gọi người dân Pennsylvania đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng kết quả tại Pennsylvania có thể quyết định ai sẽ là người bước vào Nhà Trắng tháng 11. Liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, sau ít giờ tạm dừng chiến thuật, không quân Israel vừa mở lại các cuộc không kích dữ dội mới vào Liban. Ở chiều ngược lại, lực lượng Hezbollah liên tục tiến hành các cuộc bắn phá tên lửa xuyên đêm vào Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết không quân nước này đã tiến hành tổng cộng 4 đợt không kích vào Liban trong ngày 24 tháng 9, phá hủy thêm nhiều mục tiêu của phong trào Hezbollah ở cả khu vực thung lũng Beka phía nam Liban và ngoại ô thủ đô Beirut. Cuộc không kích mới nhất đánh phá một cứ điểm của Hezbollah ở khu vực Dahieh, ngoại ô phía nam Beirut. Bên cạnh đó, không quân Israel đã thực hiện tổng cộng 8 đợt không kích với sự tham gia của hàng chục lượt máy bay chiến đấu và máy bay không người lái. Trong đó riêng các chiến đấu cơ bắn khoảng 2.000 quả tên lửa và đạn pháo, đánh phá 1.500 mục tiêu Hezbollah. Trong một tuyên bố sau cuộc thảo luận đánh giá tình hình với các tướng lĩnh quân đội, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Hezi Halevi khẳng định IDF sẽ đẩy mạnh các cuộc không kích liên tục vào Liban, không cho Hezbollah thời gian ngơi nghỉ. Trong khi đó tại Liban, Hezbollah tiến hành ít nhất 5 cuộc tập kích với khoảng 100 quả tên lửa bắn về phía Israel trong nửa đầu ngày 24 tháng 9. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, các cuộc tấn công tên lửa xuyên đêm của Hezbollah không gây ra tổn thất về người, nhưng làm bùng phát một số đám cháy ở khu vực Kiryas Mona phía bắc Israel. Hai nguồn tin an ninh ở Liban cũng cho biết thủ lĩnh Ibrahim Kubaisi của lực lượng Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Ông Kubaisi là thành viên cốt cán trong đơn vị tên lửa của Hezbollah. Cùng ngày, Bộ Y tế nước này cũng đã công bố số liệu mới về thương vong do các cuộc không kích trong chiến dịch mũi tên phương Bắc của Israel gây ra trong hai ngày qua. Theo đó, trong ngày hôm nay, ghi nhận thêm 66 người chết và gần 200 người bị thương, nâng tổng số thương vong trong hai ngày lên 588 người chết và 1.835 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng, có 50 trẻ em và 94 phụ nữ. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24 tháng 9 bày tỏ sự lo ngại của Nga về tình hình khu vực, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giảm căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh rằng tình hình hiện cực kỳ nguy hiểm khi xung đột đang ngày càng lan rộng, nhiều khả năng sớm gây ra sự bất ổn cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Israel đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhiều căn cứ của Hezbollah ở miền Nam Liban Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cũng đã thúc giục người dân Palestine ngay lập tức tản cư khỏi các vị trí của Hezbollah, chẳng hạn như những kho chứa vũ khí. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã điều thêm một nhóm nhỏ binh sĩ đến Trung Đông do tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong một diễn biến nóng đáng chú ý, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Mỹ ngoại trưởng ba nước nhắc lại cam kết đối với việc thể chế hóa hợp tác ba bên mỹ nhật hàn đồng thời khẳng định sự phản đối đối với mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng trong lĩnh vực hàng hải ở ấn độ dương thái bình dương ngoại trưởng mỹ nhật bản và hàn quốc nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển đài loan là yếu tố không thể thiếu của an ninh và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế các bên cũng hoan nghênh sự thành công trong hợp tác ba bên tại hội đồng bảo an liên hợp quốc và trên thế giới Ngoại trưởng ba nước cũng tái khẳng định cam kết chung đối với việc thành lập ban thư ký ba bên Mỹ, Nhật, Hàn vốn sẽ được hoàn thiện khi nhà lãnh đạo ba nước gặp nhau vào cuối năm nay. Động thái này nhằm thể chế hóa mối quan hệ đối tác giữa ba nước trong tương lai. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.